Rồi, kinh dân miền Tây làm nông xin kính chào khán giả nha. Thì hôm nay thì Hiển nhận được một thùng quà của anh Trung ở Ô Môn nè. Thì anh có gửi cho Hiển quà là ấy nè, Hiển không to nha. Đây, ha, đây nè, ha. Đóng ở bưu cục thư của Ô Môn nha. À, chỉ gì cái bà. Ha. Thì cái này là cái tấm chân tình của anh Trung anh dành cho Hiển nha. Thì vườn nhãn của ảnh đang đổ gốc mà đang ra bông rồi. Rồi bây giờ thì vườn nhãn của ba ảnh cũng đổ rồi, cũng ra bông các bạn nghe. Thì Cái mai của bà ngoại đó hả? anh quý mà anh gửi đồ cho mình. Cái Đây mai của cũng tấm ngoại chân hả? tình này các bạn ơi nha. Cái mai của ảnh đó. Chủ yếu là những tấm lòng thôi, còn bà ra thì cái gì cũng được. Thì Hiển không có quay vườn một khán giả ra bông là tại vì những vườn xa Hiển có quay. Với cái thứ hai đó Hiển cũng không có nhờ khán giả hay là clip của Hiển nhiều khi quay nó không chuẩn, không up lên mà cũng không được, mà up lên thì mờ quá, người khác xem là bị Hiển là bị chê ha. Nó tùm lum vấn đề cho nó thôi ha. Giờ Hiển khui đồ của anh Trung gửi Hiển nha. Cái thứ hai là Hiển cũng cảm ơn anh Trung, em nhận được hàng anh Trung. Thì bây giờ Hiển khui ra đây. Đây là anh Trung gửi cho Hiển mật ong nha, mật ong nhãn nha. À, con cái giờ gửi lúc mật ong mà bưu điện nó bắt gửi thùng mốt thì thấy quái không? Đây là Hiển khui ra để hư cái thùng mốt cũng ngủ thùng. Không biết ông có đổ hay không, Hiển không dám nữa, cái dao lọc nó gặp ở cái lọc ngang đổ rồi tụt ra nữa, đúng lắm mật ong rồi các bạn. Làm cẩn thận quá nha. Đây, đây như là đầu đuôi ta. Đây, cái đó cũng cẩn thận lắm các bạn nha. Này ba lớp luôn. Đó, xốp này, đó, đó. Quá cẩn thận. Đây mật ong các bạn, mật ong thì đa số là nó mật ong mà thật á, thì nó có hơi ga nên phải cuốn về nè để nó xì phèo nó chả tìm nó nơi cái đồ người ta ha. Quá trời cuốn, quá trời miếng xếp này, này xếp ổi nè, anh Trung mới rửa cho mình. Thì đó các bạn thấy nha, mình giúp cho khán giả nhớ cái sự giúp đỡ của mình, khán giả gửi cho mình những món quà thế này. Thì nó không có giá trị gì cả nhưng mà tấm lòng vậy hết các bạn nghe, những tấm lòng thôi chứ quà cáp tốn kém rồi. À, hiện khu mình sẽ thấy thế này có vậy thôi, hiện bấm này lại đi được không? Quá đã các bạn, mật ong nha các bạn, là mật ong vườn nha chứ không phải mật ong rừng nha. Cẩn thận, anh Trung rất cẩn thận. Tại vì đa số những người nào mà Hiển giúp á, Hiển không có lấy tiền xuống, Hiển không có lấy bạc gì ai hết á, ta có kết quả rồi cái người ta cảm ơn mình gì đây, bạn gửi cho ít khô ha, rồi cà phê hay gửi ít trà thuốc lá hay là gửi cho ít mật ong, những cái đơn giản, những cái bình thường bình dân thôi nha, chứ không có cao cấp hết trơn nha. Những cua cho nó sấy biết hơi đó đã. Nghe không? Những xả nữa là thế nào nó cũng chào bọt à. Rồi em cảm ơn anh Trung nghe, mật ong thơm quá anh Trung ơi. Ngọt lắm. Rồi thì Hiển quay cái clip này thôi các bạn nghe. Cảm ơn khán giả theo dõi khán giả.